Đây là cô bác tài. Cô bác tài nhỏ nhỏ xinh xinh. Nhỏ nhỏ xinh xinh. Bãi đá chạy. Bài tắm bài xếp ở đây toàn là thấy dừa đứng không mà sao gọi là bài cái dừa nằm nè. Hả? Đây dừa ba nhát đây. Dừa này dừa đứng không phải dừa nằm nha các bạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ông chủ quán giới thiệu tại sao gọi là cái quán cây dừa nằm nó xuất xứ từ đâu? Cái xứ dừa từ Hồng Sơn. Nói đi nói hả? Giới thiệu về cái điện nếp văn hóa của mình coi. Chị nói lại đi. Biết rồi. Nói đi. Đây là bãi cây dừa nằm Hồng Sơn. Nhưng mà bãi xếp cây dừa nằm. Ở Kiên Giang. Ở đây cái khách du lịch là chủ yếu là khách du lịch bụi là ghé thăm quán của ông chủ phải không? Dạ. Quán ông chủ tên gì? Cây dừa nằm. Cây dừa nằm. À, các bạn thân mến, nếu mà các bạn có đến ghé Kiên Giang, Hồng Sơn thì ghé cái bãi tắm cây dừa nằm gặp ông chủ. Ông chủ tên gì? Đua. Ông chủ Đua nha. Vô là ông Quốc à, ông Quốc xong ông Đua liền rồi nha. Đây đó, quay coi cái ở bên mình là có những cái đặc sản gì? Ghẹ, tôm xích, đồ hải sản và đồ tươi. Dạ. Đồ hải sản, đồ tươi. Dạ. Là bắt từ dưới biển lên hay là sao? Dưới biển lên. À, chứ không phải là ủa hồi nãy con gà, ăn con gà là nó từ trên núi bay xuống mà. Con gà trên núi chứ con gà dưới biển lên sao được. Cái chỗ này tắm biển rất là sạch sẽ đúng không? Dạ. Ở đây mình ngắm san hô luôn. Ngắm san hô ở đâu? Ở dưới đây trong dòng ra cục đá như vậy á, ngắm như vậy. À vậy hả? À. À đây là có đồ lặn đâu đâu? Đâu đi giới thiệu đây nè. Đi giới thiệu đồ lặn. Đây là đồ lặn đúng không? À đây đồ lặn đây. Là có cho thuê cái mặt nạ đây nó có hay là khí có khí luôn, có bình khí luôn. Không. Đã kiến lặng thôi phải không? Dạ. À, đây đây là cái hải sản của ông chủ đây. Ông bắt tươi lên như này đó. Rồi. Đây là ông chủ quán đây. Hay xin chào đi con. À, xin chào các bạn. Quay hết luôn á. Quay chồng đem lại cho bác bảo bảo bác con tụi nó cậu đi chơi chỗ này rồi đi Giang anh cao kêu kêu xa xa quay đi con rồi đưa lại cho bác con tụi nó cậu cảm gì cho tụi người có mười quắc luôn hơn quá giữa con giữa quay rồi xong rồi xong rồi rồi mời bà con ăn cơm nè, đi du lịch bụi nè đó. Rồi con ngoài quay dùm nữa chứ quay đứng đây quay ở đây ai chưa có muỗng lên tiếng đi đưa luôn nè. Ăn bụi cái hồi mình sẽ gọi là ăn bụi nè, bây giờ là không ăn bụi rồi, lát mình cũng ăn bụi không có bằng thế. Đây đồ ăn đây, gà gì đây, gà này gà gì? Gà nãy nó nói gà núi à? Gà núi à? Gà này là từ trên núi bay xuống tới dưới là cây dừa nằm. À, bay xuống biển á.